Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream của DK Eyebrow Beauty. Và hôm nay thì đó chúng ta lại được gặp gỡ một anh khách hàng lần đầu tiên tới DK để được trải nghiệm cái dịch vụ xóa xăm lông mày với công nghệ siêu laser Picomax. Và bây giờ thì mình sẽ nhờ chuyên gia tại DK là chị Hương Giang sẽ phân tích giúp em về cái tình trạng của anh Tuấn Anh nhé. Em mời chị ạ. Tình trạng của anh Tuấn Anh là do anh đã làm lông mày được một thời gian khá dài rồi, nên gốc mực của anh nó đã có dấu hiệu là vỡ sợi và mực nó đã chuyển sang màu xanh. Vâng ạ. Chị ơi, nguyên nhân mà mực bị chuyển sang màu xanh là do làm sao ạ? Trong gốc mực nó có chứa tạp chất, nên là sau một thời gian thì cái mực nó sẽ trổ màu. Dạ vâng ạ. Thế thì sau khi mà làm xong ấy thì anh Tuấn Anh yên tâm là với cái gốc mực mà khi mà anh hút đi và anh làm lại ở DK ấy, thì trong cái thành phần mực của nhà em là đã có chất chống trổ rồi. Nên theo thời gian thì cái màu mực nó sẽ chỉ nhạt dần đi thôi. Chứ anh không sợ nó bị chuyển sang màu xanh như những cái gốc mực mà mình đang làm nhá. Và em hỏi thăm anh một xíu là đấy, lông mày này của anh là anh đã từng làm ở cơ sở khác rồi đúng không ạ? Vâng ạ. Vậy vâng ạ, anh làm trong Sài Gòn. Thế thì không biết là ngày hôm nay khi mà anh tới DK ấy thì anh có cái so sánh gì về cái cơ sở vật chất cũng như là về cái sự tiếp đón của nhân viên ở DK không ạ anh? Chắc là anh là cái người mà rất là sợ đi thẩm mỹ rồi này nọ thứ. Dạ. Và cũng thấy cái lông mày mình nó không được đẹp đâu lắm ấy. Là cũng nghe rất nhiều người đã từng làm ở đây, người ta quảng bá là ở đây làm rất là ok, rất là đẹp, không đau này nọ thứ, thì anh mới qua thử. Đó thì em đang xin đánh giá của anh ạ về cơ sở vật chất nhà em cũng như về đội ngũ nhân viên hôm nay tiếp đón và tư vấn cho anh như nào ạ? Anh có thể có vài lời nhận xét không ạ? Về cá nhân anh thôi nhá, anh không biết người khác nhau, anh cảm thấy anh rất là thoải mái. Đã. Bạn đến tiếp đãi rất là ok, tư vấn rất là nhiệt tình. Nói chung là các bạn đây là tư vấn làm sao cho mình đẹp nhất thôi. Hôm nay là anh đi một mình hay là mình anh hai vợ chồng đi? Vâng ạ, có nghĩa là chị cũng sẽ sử dụng dịch vụ ở DK đúng không ạ? Ừ. Vâng ạ, và có lẽ là em không để mất thời gian của anh nữa, không để anh phải được chờ đợi lâu nữa, em mời chị Giang thích là xử lý lông mày cho anh Tuấn Anh luôn nhá. Và trong quá trình xử lý lông mày ấy, thì các bạn có câu hỏi gì thì mọi người có thể comment ở phía bên dưới để mình trả lời cho các bạn nhá. Ok ạ, mọi người thì nhìn thấy đấy ạ. Khi mà laser tác động vào thì vùng da của anh Tuấn Anh ấy là không có dấu hiệu bị bật máu hay là bị dộp lên đúng không ạ? Và lông mày thật của anh Tuấn Anh thì cũng không có dấu hiệu là bị trắng, bị cháy trụi đi gì cả. Và nhìn rất là đã đúng không mọi người? Ok, chị dừng lại giúp em một xíu nhé. Sau khi vừa mới xóa xong ấy, là ngay lập tức chúng ta có thể nhận thấy được cái sự khác biệt rồi ạ. Phải màu mực phải hạ đến khoảng tầm 70% so với ban đầu đúng không chị? Vâng ạ. Và ngoài ra ấy ạ, thì chị ơi, chị có thể cho anh ấy bỏ cái trụ mắt ra để cho anh soi gương luôn được không ạ? Anh Tuấn Anh ấy, em nhờ anh soi gương hộ em một xíu để anh thấy cái sự khác biệt. Đó, anh xem giúp em nhé. Đây là cái lớp mực mà chuyên gia vừa xử lý hút ở trên bề mặt đi cho anh rồi. Nó đã nhạt đi khoảng tầm 60-70% rồi. Nhưng mà tuy nhiên anh lưu ý hộ em một xíu là có thể là về đến nhà ấy là anh sẽ thấy màu mực của mình lại đẩy màu lên, nó đậm như cũ hoặc thậm chí là nó còn đậm hơn cơ. Thì anh cũng đừng lo lắng, bởi vì cái cơ chế hoạt động của máy laser tại DK ấy là mà em sẽ hút đi từng lớp mực cho anh một. Hôm nay khi mà mình hút là mình hút cái mực ở trên bề mặt đi thôi. Và đấy, những cái hạt mực ở bên dưới khi mà bị tác động vào nó sẽ vỡ ra và nó sẽ lại đẩy màu lên nhanh nhá. Thì cứ khoảng tầm 3 ngày hoặc 5 ngày sau thì bọn em sẽ lại mời anh qua để xóa tiếp nhá. Okay. Mời chị Giang tiếp tục liệu trình ạ. Và đấy, với cái công nghệ siêu laser Picomax tại DK thì ngoài những cái ưu điểm mà các bạn vừa nhìn thấy đấy ạ, không gây cháy trụi lông, không gây tổn thương da, thì như mình có vừa chia sẻ đấy, cái thời gian nghỉ dưỡng rất là ngắn á, chỉ khoảng tầm từ 3 ngày thôi cho đến 5 ngày thôi là khách hàng đã có thể quay trở lại DK để xóa tiếp được rồi. Và ngay sau khi mà xóa xong cái gốc mực của mình là chúng ta có thể làm lại lông mày mới được luôn nhé. Một liệu trình thì sẽ chọn gói cho khách hàng tới khi nào mà nền của chúng ta có thể sạch để làm lại mới. Chứ DK thì không giới hạn số buổi cho mọi người nhé. Anh Tuấn Anh cho em hỏi thăm một xíu, trong quá trình làm anh có cảm thấy đau rát hay khó chịu gì không ạ? Thực ra là làm thẩm mỹ thì nó cũng có đau, nhưng mà cái này đau nó dễ chịu lắm. Nó chỉ hơi chút chút thôi. Hơi chậm chích một xíu thôi không ạ? Đúng rồi. Bởi vì là nếu như mà nói là không có cảm giác gì thì chắc chắn là không đúng. Bởi vì là cái laser thì bản chất của nó là sinh nhiệt. Cho nên là khi mà mình làm thì mình sẽ thấy nó hơi nóng nóng, hơi châm chích một xíu thôi. Nhưng mà đấy, như anh thấy rất là nhanh đúng không ạ? Chưa đến 2 phút là mình đã xong hết cả rồi. Và đấy, nếu như mà bạn nào cũng đang có nhu cầu mà muốn hút sửa lại lông mày giống như anh Tuấn Anh, hoặc là xử lý tất cả những cái gốc mực nào, kể cả những cái vùng da nhạy cảm như là mí mắt hay là môi, hoặc là những cái vùng xăm lớn như xăm tattoo đấy ạ, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với fanpage của DK Eyebrow Beauty hoặc qua hotline 0912 310000 để được tư vấn, hướng dẫn đặt lịch và đặt cọc nhé. Cảm ơn anh Tuấn Anh đã tin tưởng khi sử dụng dịch vụ tại DK ạ. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong livestream tiếp theo nhé. Xin chào mọi người ạ.